Khi lái xe dọc theo đường cao tốc ven biển ở tiểu bang Oregon, bạn sẽ thấy được rất nhiều bãi biển đẹp, nhưng đặc biệt có một bãi biển có nhiều đặc điểm thú vị tên là Neskowin State Beach, nằm ở Tillamook County. Bãi biển này rất là rộng lớn và khá vắng vẻ. Khi đi bộ trên bãi biển, bạn sẽ thấy được nhiều gốc cây nhô lên trên cát. Có những gốc cây đã có hơn 2.000 tuổi đời. Lý do là cách đây hơn 4.000 năm trước, trên bãi biển này là một rừng cây cổ thụ. Và sau khi một trận động đất xảy ra thì đã cuốn hết khu rừng xuống biển. Vì vậy ngày nay, khi thủy triều xuống, các gốc cây sẽ được hiện ra trên biển. Vì vậy, người ta mới gọi đây là Ghost Forestry, có nghĩa là rừng ma quái. Nên bây giờ mình đến gần bờ biển, mình cũng sẽ bãi biển mình cũng sẽ thấy những cái gốc cây nó còn nhô lên. Trên bãi biển này còn có một ngọn núi đá rất lớn có tên là Proposal Rock. Theo người dân địa phương ở đây kể rằng, vào cuối năm 1800, có một người thuyền trưởng Mỹ đã đưa người yêu của ông ta đến trước ngọn núi này để cầu hôn. Nên người dân địa phương đặt tên ngọn núi này là Proposal Rock, có nghĩa là núi cầu hôn. Ở trên bờ biển này, bạn có thể thấy được những khe suối nhỏ chảy khắp nơi trên bờ cát. Và bạn có thể thấy được những con oyster là những con hào sống nằm rải rác trong những khe suối. Ở trong cái creek nè, đó cái suối này nè là nó có rất nhiều con hào, con oyster đó, đó mình hay ăn oyster sống á, đó. Đó. Nhưng mà không biết nó từ đâu mà ra, mà ở đây thấy rải rác khắp nơi đều có hết, ha, đã hả? Tôi nghĩ chắc là ở dưới đây sẽ rất là nhiều, Đó. nhưng mà chắc là như thế nào đó mà nó chỉ trồi lên có mấy con thôi, Không. rất là bự luôn, có bữa con bự thiệt bự lên nha. Không, đó. Con lành không? Rồi. Quá đẹp luôn, phong cảnh đẹp quá đẹp. Rất là yên bình.